Đi leo núi Mô Tương Sơn ở vùng đất Quang Chu, tỉnh Quang Chu. Đỉnh. Trời hôm nay cũng mát trời. Cùng em chúng mình đi leo núi. Núi Mô Tương Sơn này nổi tiếng, anh em mình đi trải nghiệm nhé. Đây là bắt đầu đi đường vào. Đi leo núi cũng là một bộ môn mà anh. Leo núi chảy Chịu khó tập thể dục. hình như núi Mô Tương Sơn này có hai đỉnh đúng không anh, Núi này có ba đỉnh cao nhất, đỉnh ba đầu đỉnh. tiên. Ca nhạc lễ hội này Đây như là một ngôi núi chùa khá là vất vả đấy các bạn ạ. Mình mới đi có một chút thôi đã thấy là hơi mỏi người, chắc là lâu không đi thể dục vận động. khá là vất vả. Kia hình như người ta Tôi đi đang núi mạnh. kia người ta hình như đang dựng có sự kiện gì, biểu diễn gì ở đây này. Người ta dựng ở đây này, không biết bao giờ tổ chức. Sự kiện Nhưng ngay từ mà đầu vào đây là một năm leo núi đấy, như cuối tuần 300 chứ? 365 ngày leo leo núi. Cuối tuần họ tổ chức sự kiện đây. Kia có mấy ngôi nhà nhìn rất cổ, nhìn giống chùa nhỉ. Đây nha. Có mình hôm nay đi vào ngày thường. Đây giống như một ngôi làng thu nhỏ. Thì kia là chữ chữ này chữ Hán Hàn, không biết đọc, anh em chúng mình không biết đọc, không biết chữ gì, chắc là Rửa chân tay cho nó mát mẻ, nếu mà nóng lực. nước rất là sạch nhá, nhìn rất là trong nhá. Nước này là nước ở từ trong suối, từ Bây trong tự nhiên giờ ra rất là mát. từ trên núi xuống hay sao nhỉ? Rất là trong nhé. Nước suối. Rửa tí, rửa tí. Ui, vừa rửa tay xong mấy ông đi rửa giày. Đây cái này chủ yếu đánh giày mà. Mình uống đây. Mình vừa rửa tay, rửa lên mặt xong người ta đi rửa giày. Chịu rồi. Nước này có thể uống được các bạn ạ. Uống về đâu. Đây là cái máy này hình như là chế ra mực lươn mun đây. Su chi đây Lọc là nước cái máy nhá. lọc nước ấy rồi. Cái máy lọc. Lọc nước. Các bạn nhé, hôm nay cùng anh em mình đi leo núi nhá. Đây là cái bảng hướng dẫn cái vị trí của anh em mình đang đứng tại đây. Vị trí hiện tại của anh mình đây, anh em mình sẽ chinh phục cái đỉnh núi Chung Mơ Đi Tre này các bạn ạ. Ở đây là có bản đồ hướng dẫn là đi đi từ cái mốc xuất phát của anh mình đi Mơ Đi đến Tre. Chung Chung Mơ Đi Tre là khoảng 2 cây 7, rơi vào tầm chỗ này là 25 phút đi đoạn đường bằng, còn 50 phút đi đoạn đường núi các bạn ạ. Và cái đỉnh tiếp theo là cái đỉnh Trang Bun Tre, cách Chung Mơ Đi Tre là 2 cây 1 các bạn ạ. Và đỉnh cuối cùng là In Noang Bông, cách từ vị trí mình đang đứng là 6 cây 1 các bạn ạ. Bảng dẫn rất chi tiết, các bạn cùng anh em mình đi khám phá nhé. Đây có cả bao nhiêu phút Ừ. đi Dốc quá. Đây chùa sao này? À, và đi vào thử cho tay. Chùa trên này. Đây là một cái đỉnh, đỉnh chùa. Chùa bên này người ta làm đẹp nhỉ. Đâu lối trên vào lối trên hay lối dưới nhỉ? Thế đi vào thử lối dưới xem có gì bên trong em. Nhìn trông à, lúc chuẩn bị vào nhìn phát có mấy pho tượng, nhìn trông khá là Wow, hầm đây hố chắc luôn đấy. là hai vị thần giữ Wow. cổng. Đây có 4 vị. À, bốn vị thần giữ cổng. Sư Phật. Nhìn trông khá là đẹp Bốn vị thần giữ cổng này. nhé. Sâu bên trong này, xem có gì không. À thế cái chùa đấy chỉ có mỗi cái này thôi à?
Đây này. À, đây là chỉ có một cái đây đâu có kia là bằng chẳng dân đi lên đấy. đây là một ngôi Bên kia, chùa đi lối bé bé kìa. rất rộng, nhìn đẹp đấy nhỉ, như kiểu thời trước ấy nhỉ. Mọi người xem phim Hàn nhiều chắc Thế là mình đang ở vừa nãy là đi vào đây à? đúng biết đến những cái ngôi nhà như thế này ở đây, được dựng phục ở đây. Đúng rồi, trước kiểu như là ở thành trì thời xưa nhỉ, vua ấy sống đi đây. ấy đây, nhưng mà đây kéo ở khu quan lại các thứ. Rất đẹp luôn đấy. Thôi đi, mình di chuyển xuống. Thì cái vạch xuất phát cho các bạn, bây giờ mới bắt đầu đi vào chính đi. Mới leo tí đã mệt rồi, Đây là có à, hai sợ lối. quá. Bên này là Trung Mơ Ri Tre, thì anh em mình sẽ đi về hướng Trung Mơ Ri Tre này. Từ đây lên trên cái Trung Mơ Ri Tre còn hơn 2 cây nữa. Hai cây hai đấy các bạn ạ. Thôi anh em mình cùng. Ô, ở đây ở bên này có dâu tằm như kiểu Việt Nam này các bạn. Mình sẽ ăn thử xem có ngọt không. Ăn vị nó giống như kiểu Việt Nam mình luôn đấy. Như rủi ấy các bạn. Ngon đấy. Mình sẽ vặt mấy quả ăn để lấy năng lượng. Sóc này, sóc kiểu gì nhỉ? Thì không Rừng được dắt thú cưng đi nào theo. cũng Ôi, ở đây có lợn rừng này cấm các bạn lửa. ạ. Anh em mình cùng nhau đi săn con lợn rừng hả? Ở đây có lợn rừng, người ta cảnh báo ở đây có lợn rừng này. Mày sao tí con lợn rừng nó hút vào. Mong sao lợn rừng không Metachi gặp anh em mình. Mong sao ăn lợn con rừng xin cô. không Em gặp anh em mình mình. thử đi xem là mình thấy nghe nói ở đây là khá nhiều sóc, cực kỳ nhiều sóc luôn đấy. Đây người ta bảo có cả rái cá, có lợn rừng mà mình chưa nhìn thấy con nào. Người ta chỉ cảnh báo đấy thôi, chắc gì đã có. Wow, có lợn rừng thì nhét được cốp mang về luôn. Lại được bữa. Bắt con nhỏ nhỏ thôi cầm được chứ bắt con to thì chịu ấy. Đây Ui. không khí khá là mát mẻ, trong lành. Đây là mọi người leo núi đang đi về. Suốt ngày ở thành phố, Mọi người leo sống núi đang xe đi cộ, về. xô bồ lên núi một ngày. Nó siêu Nó siêu. rất nhiều các ông bà này, lớn tuổi mang hoan Sao đâu mai ăn được già kháu rồi. Đây mấy củ nhỏ nhỏ ấy nhá, mệt quá có người bẻ rồi kìa, không nghe mẹ mà kìa mùa mùa măng là gì nữa, mùa mùa măng ấy. như đang xào xào con sóc ở trên này như vậy con sóc ấy. Mấy cây trái trúc ở Việt Nam ấy này thì đấy là một cần câu này, với lại rồng bí ấy. Rồng bí, rồng dưa. Đây đây mang ơi, mang đây. Nhưng mà cái này bé lắm, ăn gì? Bé ra Thử thử đấy hả? bé nào. Thử bé đó. Măng muối dưa. À, mang này cũng được ấy nhỉ. Mang này nhưng mà ngắn quá. Cái này cắn thử xem có đắng không? Ăn nè, anh ăn nè. Cảm nhận nè. Ôi măng không đắng đâu nhá. Ngọt đúng không? Măng không đắng. Không ăn. Không đắng không ăn. Phải lấy mấy cây to kìa. Kìa mấy củ to ấy. Nhanh em đi, có Anh em lại tiếp tục di chuyển. đường bọn này dốc như này. Nhưng mà họ tính là tính theo cái đường ấy này chứ. Mọi người Đo nhìn đo theo cái đường rất là dốc thăm thẳm luôn không nhìn thấy đáy họ đo theo cái chỉ có 12 thôi đường bộ đi chứ có để đo đường trình bày hướng này cây mà mới có 200 đi mét từ, 200 đi từ mét dưới rồi chân núi lên đi vòng 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 này xa lắm. Toát mồ hôi ấy, các bạn. không được bỏ cuộc. Ui, rất nhiều măng luôn nhá. Cực kỳ nhiều măng luôn. Đây như mùa măng thôi ấy. Tre già măng mọc.
cực kỳ nhiều măng luôn các bạn. Nhưng mà măng là hơi bé. Đây có củ này mẫm mẫm. Tre này bé mà. Tre này kiểu như là đây gần như là không phải tre sao ấy. Trúc à. Tre trúc. Mấy cây về trước người ta gọi là cây dốc này. Cây dốc trồng bí này, trồng dưa. Dựng dàn này trồng bí trồng dưa. Mệt ra đấy. Ở bên rìa đường có một con sóc các bạn nhé. Sóc ở bên này cực nhiều luôn. Ủa, con này hơi nhỏ nhỉ. Sóc tầm này thôi. Không, thế ở cái... người có nước ở đây chảy nhỉ. Vục mặt xuống rửa mặt, rửa tay. Mát mẻ. Chim hót. Trên này không biết có đại bàng không nhỉ? Trên này không biết có đại bàng không hả các bạn ơi? Chúng tôi vẫn đang truy tìm tung tích con lợn rừng mà không thấy. Chắc trên đỉnh núi. Ủa thế này khéo khả năng một chai nước là không đủ đâu ấy. Đây có con sóc ở trên này. Đứng gần ra đây kiểu cẩn thận nó ỉa vào đầu đấy. Há mồm nhìn. Há mồm. Uầy, trên đây có một cây cổ thụ rất chi là to này. Uầy. Cây tên gì ở to kia? Kia có đề tên gì? Đây là mọi người. Rất chi là to luôn. Đây chùn sụn này, lu này, dân gỗ này nào. Người ta gọi đây là cái lu rồi các bạn ạ. Đánh dấu đưa đây nhá. Đây. Một. Đây là có lu cây này phải tầm 5 người ôm ấy nhỉ. 3. Ở đây có cái bài năm cây và 5 vòng ôm. Ủa. Cây này có tuổi 450 năm. 450 năm. Rộng 4m8. Ừ. 4m8 đúng 5 vòng tay đấy. Rộng 4m8 các bạn. Ngày trồng đây là ngày mùng 3 tháng 12. Ngày mùng 3 tháng 12 năm ngày đánh dấu. À đâu đâu đây là ngày đánh dấu chứ. Của ngày trồng. 450 phải không chú? Ừ. 450 năm. Tên là Nuthinamu. Nuthinamu. Không biết là cây gì luôn. Nuthi như là cây gì của Việt Nam nhỉ? Cái này mà bằng gỗ hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn Việt Nam thì các bạn đoán xem nó trị giá bao nhiêu tiền. 4-5 tỷ. Cái cây của ông kia làm sao mà hết được. Bằng người Hải thôi mà đã mười mấy tỷ rồi. Cây này đúng vô giá luôn đấy. Quả gỗ này đúng là cây này nó phải không biết bao nhiêu tiền các bạn. Quả gỗ này một núi tiền. Đây to. Người ta vẫn cảnh báo có lợn rừng. Cái khu mà nghỉ. Đây là khu nghỉ. Đây, cô nghỉ ngơi. Đây là treo đồ. Wow, đây này khá không khí khá mát mẻ. Đâu đằng kia lại còn có không có quả núi gì ấy. Caramel zoom về góc xa đằng kia gì. Không quả núi. Đó, quả núi phía xa xa đúng không? Wow. Chỗ này là anh em mình chuẩn bị. Sau đây nhà vệ sinh cũng đánh số số nhà nhỉ? Nhà vệ sinh đánh số nhà. Ủa thế cái dốc này đi xuống đâu nhỉ? À hình như người chung, ta đánh chung chim kêu. À cái này đi xuống khác. Uầy, wow, từ nãy giờ mình đi mới được có 600 mét thôi à? 600 mét thôi. 600 mét. Ôi 600 mét nhiều phết đấy, đi bộ. Wow. Cũng nhanh mà. Uầy, đi nhanh thì khoảng tầm... cảm giác hít thở không khí nó ơi sóc này nhiều chưa trong ngoài. Ui ở đây có hai con sóc luôn này. Đây chắc là những cái hang của nó này. Một đứa cái sao nhở, giống nhở màu, chắc là hai vợ chồng đang đi dạo kiếm thức ăn cho con à. Đúng rồi. Ui, hang đây trong cái đá, cái biển cảnh báo là người ta ghi liên tục luôn, cứ mấy chục mét lại có một cái biển cảnh báo có lợn rừng, cảnh báo nguy hiểm nhá. Nhưng mà anh em mình là toàn toàn can liều thôi, sợ lợn rừng
Không, bạn dừng ấy ở bên nước ngoài thế nó đuổi người kinh ông, nó sổ kinh lắm ấy. Gặp anh em Việt Nam là nồi 40 luôn, xong 40 luôn. Xong 100. À, tiết canh đánh bằng mâm luôn. Thì bọn mình chỉ là đi trải nghiệm thôi nhá, không phải là leo núi. Đồi ra xẻ ra làm đường đúng không? Không phải leo núi chuyên nghiệp như mình. Hôm nay là đi trải nghiệm. Trải nghiệm thôi, không phải là leo núi chuyên nghiệp. Cái núi này là nổi tiếng ở bên chỗ này. À, ở cái núi Mô Tương San này có một cái nổi tiếng nữa. Nổi tiếng nhất của Hàn Quốc này là dưa hấu nhá. Dưa hấu các bạn ạ. Dưa hấu trồng trên đỉnh núi Subak Mô Tương San nhá. Mà dưa hấu này cực kỳ đắt. Có giá tiền triệu đấy. Hôm mình tiền triệu tiền Việt Nam ấy. Mình tìm hiểu. Là loại dưa này cực kỳ đắt luôn. Đây như có một ngôi mộ sao nhỉ? Đây là đúng rồi, có một ngôi mộ. Một ngôi mộ đấy. Lại sóc kìa. Sóc rất nhiều nhá các bạn nhá. Đằng trước mình lại có sóc kìa. Trên đường đi bộ lại có sóc, nó chạy mất rồi. Gia Seng, Mẹ Tuy Chi. Chun Mun Chui. Ui, thế thì là sao anh em khả năng phải đi theo mang theo một chai rượu để dụ lợn rừng. À, chỗ này có thảm. Chỗ này có ở thảm. Ở dưới chân này, người ta đã trải những cái... Cái này là gì nhỉ? Không phải dây buộc, cái dây thừng ấy. Cái dây thừng người ta đan vào trống trơn sao? Trống trơn. Người ta giải ra, người ta đan vào thành những cái tấm như kiểu tấm chiếu. Đi người ta giải ra cho mọi người cùng đi. Êm chân nhỉ? Cái này vừa đi êm chân, vừa trống trơn trượt. À, mưa xuống thì lầy lắm, nước nó ấy. Không lầy. Hôm nay đây là cái mùa khô không có nước nhỉ? Phong cảnh hữu tình luôn đấy. Mùa khô đấy, mùa hè mùa khô chứ. Nhìn cái kia nhìn giống như một con khủng long bay luôn. Khủng long bay. cái cành kia nhìn như em Hải tôi nhiều lúc có những cái trí tưởng tượng rất là phong phú các bạn ạ. Khủng long bay bị mắc dây điện giật chết tươi đấy. Em vẫn còn thích xem siêu nhân. Cái mùa ở cái đảo Nam Mi à, cực kỳ đẹp luôn. Toàn lá phong. Ra một cái đảo ấy, nó chỉ có cái cây thôi nhá. Nó có một cái đường chỉ có cây. Cây này không biết mình mang giống trồng về Việt Nam được không nhỉ? Được đúng không? Nhưng mà không khó. Không phải, thời tiết nó khác nhau, không ấy được đâu. Không biết là cái mùi hoa gì. Đây là hoa hồng sao đấy? Ở đây có một cái cây hoa này, cái hoa gì? Đúng rồi, nó mùi thơm từ hoa này này. Đi qua phát này mất luôn này. Đây cây hoa phong lan đấy. Ở phong lan được mọc trên cái cây lâu năm này. Đi qua cực kỳ thơm luôn nhá, mà đi qua phát là lại hết mùi ngay. Đây là lan rừng mang về. Đây không phải lan rừng. Đúng cái neo ấy. Cái neo là lan rừng, có cái hoa này, hoa không phải hoa lan đâu. Anh quý tưởng ngạt cái hoa người nữa. Đây đấy. Hả? Đúng rồi. Thơm không? Thơm dịu thôi. Bây giờ là bước chân lên đến gần đến đỉnh rồi các bạn ạ. Cảm giác thật bạn nhá. Đây anh em đã thấm mệt rồi. Nhưng mà lên đây ngửi cái không khí trong lành ở trên này rất là sảng khoái. Đây là cái đỉnh Chung Mơ Ri Tre các bạn nhá. Chung Mơ Ri Tre, đỉnh thứ 3. 617 mét. Tính như mặt nước biển. Đây mới là nước biển hay tính từ dưới chân núi lên nhỉ? Từ chân núi lên. Đây là anh em mình mới chinh phục được. Đây là mới là ngọn đầu nhá. Còn hai cái ngọn nữa. Đây cái đường đi lên hai ngọn nữa đây. Ở trên giữa kia sẽ có một ngọn và trên đỉnh kia là một ngọn nữa. Đi thẳng theo theo hướng này là lên trên hai cây tám nữa là cái đài quan sát. Đài quan sát ở phía trên kia các bạn ạ. Đài quan sát kia. Ở đây một cây rưỡi nữa. Một cây rưỡi nữa lại có một đỉnh nữa này. Hai cây tám. Một đỉnh nữa.
Đây đấy là cái đài quan sát các bạn. Đây là một cái dưới là cái đỉnh tiếp theo, một cái đỉnh Trang Bun Tre.